nay mình không không lên rừng được rồi anh em ạ. Thì anh em biết tại sao. Thì mình bây giờ đang bị đau chân anh em ơi. Thì cũng khá lâu rồi thì mình không không ra được clip trên kênh này của mình. Thì cũng bởi vì là mình bị chân đau anh em ạ. Có mình bị đau tầm khoảng được gần tầm khoảng tuần rồi anh em ạ. Thì 5-6 ngày trước ấy thì mình có làm được một cái clip, nhưng mà hôm đấy mình định đăng rồi, thế mà mình không biết là kiểu gì ấy, cho nên là mình lại không đăng. Cho nên là trong tối hôm đấy về mình ít tai nạn nhỏ, cho nên là chân đau, giờ đi lại còn khó anh em ạ, không chỉ là đi đi lên rừng quay video. Mình cũng không làm clip được, cũng buồn lắm anh em ạ, đi lại các kiểu ở trong nhà còn khó nữa. Giờ cái chân mình này, nó sưng to lên anh em ạ, giờ mới hơi đỡ đỡ tí này. Giờ cũng chán lắm anh em ạ, đau không làm gì được luôn, suốt ngày chỉ có ở nhà ăn với ngủ thôi. Ăn thì còn phải để bố mẹ làm cho ấy. Mình không không tự làm được, giờ chả khác gì thằng thằng tàn phế anh em ạ. Hơi bị chán anh em ơi. Thì mấy hôm kia thì mình có làm một cái kênh mới về về game anh em ạ. Thì mình không không đi làm vlog được, quay video vlog được, thì mình thử làm một vài clip về game. Thì anh em nhớ xem, nhớ ghé qua để xem ủng hộ mình. Mình sẽ để cái kênh nó ở phía bên này này, góc góc màn hình này. Rồi mình sẽ để link kênh ở dưới phần mô tả và phần bình luận để anh em ấn vào và xem ủng hộ mình nhé, và nhớ đăng ký. Giờ thì mình chắc là không có khả năng để đi làm vlog được rồi. Làm thì chắc là cũng một thời gian khá là dài nữa anh em ạ. Đợi khi nào mình chân khỏi thì mình sẽ đi làm thôi, đi quay cho anh em xem chứ. Giờ chân nó sưng to lên này, chân sưng to lên đau lắm anh em ạ. Giờ đi cứ nhảy lò cò, đi đi mỗi chân này chống gậy nữa, nó khổ lắm anh em ạ, chán lắm. Giờ nó buồn suốt ngày ở nhà chả biết làm gì được, chỉ có nằm ngồi còn khó anh em ạ, huống chi là đi lại, chán lắm. Ok thì chắc là mình chỉ nói vậy thôi. Anh em nhớ xem clip của mình thì nhớ ủng hộ mình bằng cách là ấn đăng ký kênh và ấn gì ta, lâu không làm clip nó quên rồi anh em ạ. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Nếu mà em quý mình hơn ấy thì chia sẻ clip này đến nhiều người để thêm nhiều người biết đến mình. Ok, thì mình xin dừng clip ở đây thôi. Em xem clip của mình thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Thì đây, mình nói lần thứ hai nó mới lưu loát anh em ạ. Lâu không làm rồi thì nó cũng quên. Ok, mình xin dừng clip đây. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye, bye bye.